23 Việt Nam ly hôn vợ hot girl, giờ thành gà trống nuôi con. Thêm một cầu thủ của bóng đá Việt Nam không suôn sẻ trong chuyện gia đình. Chuyện tình của cựu cầu thủ U23 Việt Nam được người hâm mộ biết đến khi anh tham dự giải U23 châu Á. Ở giải đấu này, trung vệ điển trai còn để lại dấu ấn với bàn thắng vào lưới đội bóng mạnh ở châu lục. Sau cũng bàn thắng, chuyện tình của anh và vợ hot girl được hé lộ. Thời điểm đó, nàng VKAG từng nhiều lần lên truyền thông hé lộ về mối tình cũng như động viên nửa kia. Tuy nhiên, sau khi cặp đôi tổ chức đám cưới chưa được bao lâu thì đã đường ai nấy đi. Chuyện tình của cựu sao U23 Việt Nam và nàng hot girl. Cặp đôi bằng tuổi nhau, cả hai quen nhau năm 2020 qua một người quen giới thiệu. Mới đầu, cặp đôi chỉ trò chuyện trên mạng xã hội. Dẫu chưa gặp mặt, nhưng dường như họ đã cảm mến nhau. Sau một thời gian trò chuyện, tháng 8 năm 2020, họ hẹn gặp nhau trên phố cổ Hà Nội và chính thức hẹn hò. Cuối năm 2021, cặp đôi bất ngờ đón nhận tin vui. Trái ngọt tình yêu của họ là một cô con gái xinh xắn, đáng yêu. Đến cuối năm 2022, cặp đôi tổ chức đám cưới. Tuy nhiên, đến năm 2024, cặp đôi có dấu hiệu rạn nứt tình cảm. Sau đó, một người quen trong giới bóng đá tiết lộ cặp đôi đã đường ai nấy đi. Đến thời gian gần đây, cầu thủ điển trai đã xóa toàn bộ ảnh có mặt nàng hot girl trên Facebook, chỉ để lại ảnh của anh và con gái. Chia tay tình cũng, chàng cầu thủ đang làm quen với một cô gái mới. Tuy nhiên, cả hai vẫn chưa chính thức công khai mối quan hệ.